cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ tạo điều kiện cho vay tiền mua nhà ở với lãi suất ưu đãi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm rõ cơ sở pháp luật cho doanh nghiệp thuê đất tại công trình mương thoát nước Nghĩa Đô. Việc Bộ Xây dựng cho phép doanh nghiệp xây dựng căn hộ thương mại có diện tích từ 25m² được cho là cứu cánh cho người lao động có thu nhập thấp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Địa ốc 24 giờ. Thưa quý vị, nhu cầu đối với căn hộ diện tích 25m² đang rất lớn. Vậy nguồn cung của loại hình căn hộ này đang như thế nào? Hãy cùng đồng hành với chúng tôi để cập nhật những thông tin về vấn đề này. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay là một tin vui dành cho những giáo viên có nhu cầu mua nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Quỹ Phát triển Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh công bố chương trình cho vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở dành cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách thành phố, thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành văn bản để hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vay tiền mua nhà ở. Theo đó, các đối tượng được vay là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện, cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc khu vực hưởng lương từ ngân sách thành phố. Tại thời điểm vay tiền, người vay không đứng tên sở hữu về nhà ở, quyền sử dụng đất ở và bản thân cũng như vợ hoặc chồng chưa từng được nhà nước giải quyết các chế độ chính sách về nhà ở, đất ở. Riêng trường hợp được nhà nước giải quyết cho mua nhà ở xã hội thì vẫn được xem xét vay tiền tại quỹ theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Quỹ Phát triển Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quy định mỗi cá nhân được vay tối đa 500 triệu đồng, nhưng không quá 70% giá trị căn nhà, căn hộ. Thời hạn cho vay tối đa là 15 năm. Lãi suất cho vay là 4,7% trên một năm. Lãi vay được tính theo dư nợ giảm dần. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, sở ban ngành có liên quan ra soát xây dựng chương trình phát triển công viên mảng xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020. Cụ thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện ra soát báo cáo về quỹ đất quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn hiện nay, hoàn tất trong tháng 5 năm 2017. Đồng thời, đánh giá về tính khả thi đối với các khu đất quy hoạch đất cây xanh sử dụng công cộng nhưng chưa được đầu tư xây dựng, nhằm hạn chế tình trạng có quy hoạch nhưng không có kế hoạch triển khai thực hiện. Đối với quỹ đất có thể thực hiện phát triển công viên, mảng xanh như đất cây xanh công cộng, cây xanh cách ly, đất hành lang ven sông rạch, đất công thu hồi, chủ động phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải trong việc xây kế hoạch, hình thức đầu tư, phủ xanh phù hợp. Trước thông tin về vụ việc khu đất rộng 14.000m² thuộc dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang bị sử dụng sai mục đích, chia lô cho thuê mở trung tâm thương mại, nhà hàng và quán ăn. Mới đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra và làm rõ cơ sở pháp luật cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mương thoát nước Nghĩa Đô cho doanh nghiệp để sử dụng làm mặt bằng kinh doanh và các vi phạm liên quan. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1 tháng 6 năm 2017. Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu thành phố Hà Nội kiểm tra việc hơn 6.000m² đất mương thoát nước Phan Kế Bính trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình bị biến hóa kỳ ảo thành nhà hàng và quán bia. Thưa quý vị, mô hình nhà trọ dưới 25m² ở được 2 người và có giá thuê là 1,5 đến 2 triệu đồng một tháng. Đây là mô hình đã được Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị để các doanh nghiệp thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích là nhằm tăng cường nguồn cung nhà ở xã hội cho người dân, đồng thời nâng cấp hệ thống nhà trọ đang khá tồi tàn hiện nay. Đây là một nhà trọ thường thấy tại thành phố Hồ Chí Minh. Căn phòng rộng khoảng 9m², ẩm thấp, chật chội là thế, nhưng với số tiền lương công nhân ít ỏi, vợ chồng chị Mai không còn lựa chọn nào khác. Còn đây là một dự kiến mô hình nhà trọ dưới 25m² do doanh nghiệp đứng ra xây và quản lý mà Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thực hiện. Rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư và nhà người dân xây lên để cho thuê. Cái nhu cầu thuê nhà ở xã hội nó gấp 4 lần so với nhu cầu mua.
Tại vì những người thuê này là tại sao? Họ chưa đủ khả năng để mà mua nhà ở. Cái tích lũy của họ chưa đủ. Với cái đồng lương của họ, họ chỉ đủ khả năng gì hàng tháng họ chi cho một cái khoản tiền phù hợp để mà thuê nhà. Và hiện nay họ đang ở trong những căn nhà thuê do người dân tự làm. Cái cơ sở hạ tầng gì? Nó không đạt yêu cầu. Và khi một doanh nghiệp làm cái nhà trọ tốt như vậy thì tự nhiên người dân xung quanh họ bị cạnh tranh, tự động vô hình nó tạo thành một cái gì, một cái làn sóng để nâng cấp cái hệ thống nhà trọ thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn. Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 3 triệu người lao động nhập cư và 80% số này có nhu cầu thuê nhà ở. Do đó, việc xây dựng nhà ở xã hội cho thuê dài hạn sẽ là hướng đi phù hợp để đáp ứng nhu cầu có nhà ở của người dân. Chúng tôi thấy cái quy định này thật ra nó không phù hợp với cái thực tiễn và để đáp ứng cái nhu cầu của công nhân, lao động và người nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi thấy rằng hiện nay cái mong muốn của doanh nghiệp là được tham gia cái phân khúc này. Nếu mà doanh nghiệp được làm cái phòng trọ, nhà trọ như là cá nhân hộ gia đình làm thì dần dần nó sẽ thay thế các cái phòng trọ, nhà trọ đang lụp sụp hiện nay. Thế nhưng thực tế phát triển nhà cho thuê tại thành phố lại tồn tại nhiều bất cập. Thông tư 20 thuộc Nghị định 100 và Luật Nhà ở năm 2014 quy định chỉ có người dân mới được xây nhà trọ tối thiểu dưới 10m², còn tổ chức doanh nghiệp không được xây dựng. Từ quy định này, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tế, doanh nghiệp đã đề xuất xây nhà ở thương mại có diện tích tối thiểu 25m². Thưa quý vị, trước nhu cầu lớn về loại hình căn hộ có diện tích nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Đất Lành đã đề xuất với Bộ Xây dựng cho phép doanh nghiệp được xây dựng căn hộ thương mại có diện tích từ 25m². Và trong văn bản mới nhất trả lời đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Đất Lành, Bộ Xây dựng đã tạm thời đồng ý cho doanh nghiệp xây dựng dự án nhà ở thương mại với các căn hộ có diện tích tối thiểu không dưới 25m². Thông tin này được xem là cứu cánh đối với đa số người lao động có thu nhập thấp tại các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh. Bởi với một căn nhà có diện tích vừa đủ, giá tiền hợp lý, được trả góp thì đây luôn là ước mơ cháy bỏng của họ. Căn hộ này có diện tích 22m² với giá khoảng 300 triệu đồng. Với diện tích khá khiêm tốn, nhưng bà Diệu vẫn bố trí được 2 giường ngủ, một bàn làm việc, một kệ tủ. Cùng đó là các kiến trúc thiết yếu như kệ bếp, nhà vệ sinh, sảnh phơi quần áo. Tôi thấy cái mô hình này rất là hay. Đó là nó đáp ứng cho những người có thu nhập trung bình. Nhất là những người mà độc thân, hoặc là những người về hưu, hoặc là mới lập gia đình. Thì cái căn hộ nó nhỏ, nên vừa với túi tiền. Nó giải quyết được cái coi như là an cư thì lập nghiệp. Sở hữu căn hộ như bà Diệu là mơ ước của khoảng 300.000 lao động có thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Và việc đồng ý cho doanh nghiệp xây căn hộ có diện tích tối thiểu 25m² của Bộ Xây dựng sẽ mở ra cánh cửa để người lao động có thể mua được nhà ở. Nhất là với đối tượng có thu nhập thấp như công nhân, người độc thân, những cặp vợ chồng trẻ có 2 đến 3 người tại các khu đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là một cuộc cách mạng lớn nhất của bất động sản từ trước tới giờ. Và tôi nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất là làm sao có những căn hộ 25, 30, 35m² thì mới đáp ứng được cái lời đề nghị, lời khuyến cáo cũng như là sự mong ước của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đó là làm sao thành phố Hồ Chí Minh có những căn hộ 200, 300 triệu đồng. Ông Đực cũng cho biết thêm, việc được làm nhà 25m² sẽ tác động lớn đến nguồn cung nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ chuyển qua đầu tư phân khúc này tại các vùng ven của thành phố. Ước chừng một căn hộ có diện tích 25 đến 35m² sẽ có giá tầm 300 đến 350 triệu đồng. Việc thanh toán sẽ linh hoạt theo nhu cầu người mua. Việc được xây dựng căn hộ thương mại với diện tích từ 25m² sẽ đáp ứng được phần lớn nhu cầu về nhà ở của người dân thu nhập thấp. Tuy nhiên, những lo ngại về áp lực dân số, ảnh hưởng quy hoạch cũng như tính pháp lý của loại hình căn hộ này cũng là vấn đề cần phải tính đến. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong bản tin tối được phát sóng vào lúc 19 giờ tối nay. Mời quý vị cùng đón xem.
Thưa quý vị, nhằm giúp quý vị có thể tiết kiệm thời gian và có thêm thông tin về quy trình và thủ tục làm sổ đỏ đối với trường hợp nhà đất mua bán bằng giấy viết tay theo Nghị định 01 năm 2017 của Chính phủ, ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trình tự thủ tục để hoàn thiện thủ tục làm sổ đỏ đối với những trường hợp này. Phần tư vấn này cũng sẽ kết thúc chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Bất cứ vướng mắc nào của quý vị liên quan đến lĩnh vực bất động sản đều sẽ được chúng tôi giải đáp một cách cụ thể, tư vấn một cách tận tình. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về email deoc24h@vtc.gov.vn hoặc gửi thư về theo địa chỉ deoc24h kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.